Stack FP trên ví Sepple để nhận phần thưởng sale. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn cái đồng coin là FP trên ví Sepple rồi. Anh em phải cập nhật phiên bản mới nhất lên. Nó sẽ có phần hiển thị FP Plus này. Đây, chọn vào cổ phần. Chọn vào cổ phần tiếp. Nhập số lượng. Ở đây tôi sẽ chọn max. Chọn vào xác nhận. Phí gas. Ở đây các bạn phải có BNB F20 để làm phí mạng lưới. Rồi, chọn vào xác nhận. Xác nhận một lần nữa. Tiếp tục chọn xác nhận. Xác nhận. Ok, cổ phần thành công. Chương trình này diễn ra từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 8 này nha. Trong vòng khoảng 1 tuần.